Xin chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Theo em, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt quảng cáo hiện liên tục ở trên cái chiếc điện thoại Redmi này nhé mọi người nhé. Trong những cái trường hợp ví dụ như các bạn không dùng gì đến, hoặc là các bạn dùng cái điện thoại của chúng ta chỉ được vài phút thôi, thì nó sẽ có những cái quảng cáo như này hiện lên, nó hiện liên tục gây đến các bạn khó chịu nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ tắt cái quảng cáo này đi nhé mọi người nhé. Rồi đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại này thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái phần cài đặt nhé mọi người nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là mật khẩu và bảo mật nhé mọi người nhé. Rồi trong cái phần mật khẩu và bảo mật thì các bạn sẽ chọn đến cho mình cái phần là ủy quyền và hủy bỏ cho mình nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ dựng đứng cái điện thoại lên nhé. Rồi nó sẽ có cái phần là MSA ở đây thì các bạn sẽ tắt đi cho mình nhé. Đây cái MSA này mình sẽ tắt nó đi nhé mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ đợi cái dây chạy hết để chúng ta tắt cái điện thoại của chúng ta đi nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần hủy này. Đó, vậy là mình đã thu hồi ủy quyền thành công nhé mọi người nhé. Bây mình sẽ thoát ra. Tiếp tục thì ở cái phần là riêng tư này thì các bạn sẽ chọn vào cho mình này. Các bạn sẽ chọn đến cái phần là dịch vụ quảng cáo nhé mọi người nhé. Đây, nó lại hiện lên tiếp nhé mọi người nhé. Mình phải đợi hết cái quảng cáo này thì mình mới thực hiện được tiếp. Rồi mình sẽ ấn bỏ qua này. Đây, mình sẽ đợi hết dây mình tắt đi nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ tìm đến cái phần là dịch vụ quảng cáo này, mình sẽ chọn vào nhé. Rồi mình sẽ tắt cái phần là quảng cáo cá nhân này đi nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ thoát ra. Tiếp tục thì các bạn sẽ chọn đến cho mình những cái phần là ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại này các bạn cần phải dọn dẹp đi nhé mọi người nhé. Bởi vì tất cả những ứng dụng rác khi mà cái điện thoại này của chúng ta bảo mật kém thì nó sẽ hiện lên những cái quảng cáo như vậy nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ chọn vào cái phần là ứng dụng này. Rồi đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là quản lý ứng dụng nhé. Rồi lúc này các bạn sẽ lọc ra cho mình tất cả những cái ứng dụng mà các bạn không sử dụng đến mà nó đang có ở trong cái điện thoại của các bạn nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn đến những cái ứng dụng, ví dụ như những cái ứng dụng game này thì mình sẽ gỡ bỏ hết đi nhé mọi người nhé. Mình sẽ ấn gỡ cài đặt này, mình ấn OK nhé. Rồi tiếp đến, ví dụ như những cái ứng dụng chủ đề này cũng vậy thì các bạn sẽ chọn vào, các bạn có thể là gỡ cài đặt cập nhật này, OK này. Tiếp đến mình sẽ kéo xuống nhé. Còn rất nhiều những cái ứng dụng khác các bạn tìm kỹ cho mình nhé. Ví dụ như là cái GetApp này cũng chẳng hạn, như cái GetApp này là mình cũng cần phải xóa những cái dữ liệu của nó đi nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần là xóa tất cả dữ liệu này, mình ấn OK này. Rồi mình sẽ thoát ra nhé. Rồi mình sẽ tìm tiếp những cái ứng dụng khác nữa nhé mọi người nhé. Rồi hiện tại thì cái điện thoại của mình nó đã hết ứng dụng rồi nhé mọi người nhé. Và mình nhìn thấy một vài ứng dụng mình cảm giác là nó không được an toàn thì mình sẽ xóa nó đi như vậy nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra nhé. Mình sẽ sử dụng một lúc nữa xem cái điện thoại của mình nó có bị không nhé. Đó, mình vuốt là nó không bị nữa rồi này. Đây mình sẽ thử vào YouTube nhé, mọi lần vào YouTube nó cũng bị nhé mọi người nhé. Đó. Khi mà các bạn làm xong tất cả các bước như này của mình rồi thì nếu mà để cho chắc chắn đi nữa thì các bạn cũng có thể là reset và khởi động lại cái chiếc điện thoại của các bạn để cho nó chạy lại từ đầu nhé mọi người nhé. OK, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt quảng cáo hiện liên tục ở trên những chiếc điện thoại Redmi nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình, chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình hôm nay, đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.